cha chị miệt số bông phôi nọ khné ngày ní nhung trang chi tờ họ ông say nè quạt nơi hàng cả lại chất tập tụ bùn á nhung khơi quạt nơi cả lại nâng mạn đồ ngay quạt lụa bì dục miên cầu này nhưng mà đăng thang ngày nâng quạt nơi ở té à lử nhung đừng chi tờ mới vừa lử cặp bông mịt liền chấm chăm mơn ở khné thang ngày nâng dương khơi quạt nơi nâng ắt nhung đừng chui tinh vạn quạt nè khơi nhỉ khơi quạt coi nâng cạch chồng stop thằng hà phải liền à chỉ mơ nhầm tôi chụp quạt định mà nè khơi quạt à này mùi cháy nè trộm thằng món hôm nay làng lớn nắng á ơi chạm tịnh sân bật cao đây à mến dây à mà ạch hơi như vậy ồ hay lụi cái gì dạ lụa ăn đấy con ôi hay lụa đồng phiêng món à coi coi tí nhá hay dây chôn mà này hay dây mà coi lụa đồng đồng phiêng nhang món thì mẹ trai nè hay coi đồng hoa ngày nhưng chị khơi màn đoan đấy tuần ngày đấy chị mấy tháng khơi lục dây nên nặng lắm hai dây chắc là nào vậy lục chiên xoài chiên xoài rồi hai tư vĩnh chị ấy tự hai lụa ai mình dây lụa tập bảy cho nó ngon tập bảy hai hạt lử dây thử tiêm tơ tiêm vậy nhỉ tận lụa tận lụa tiên đó lụa tiên là liên dương với cái thảo tất cả về lấy trăm chi liên dương đấy ba lụa tiên mà ngày ở đây được sang ngày như nhung chi cắt mạng đó ngay trăm chuột dây hay trăm chuối xanh hay trắng á nè hay ngày nít khơi khơi đừng liên tiên mà lại nhung chung lôi dây khá nè mình chờ má này bạn ha chỉ tất chất chung dây bạc mờ nè cha cha ơi ôm mền đá này ôm mền thăm hiền á cha cha ốc con nó gì cha tẹt nè sọc vải ôm khai luôn á cha cha đây có ba ban dịch dịch tịch tịch